Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Lợi dụng danh nghĩa báo chí, Nam và Thành đã gây sức ép đe dọa để cưỡng đoạt tài sản của một số doanh nghiệp ở Hà Tĩnh với số tiền gần 100 triệu đồng. Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Gia Thành và Đặng Hải Nam, phóng viên của hai tờ tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam và chuyên trang giao thông kết nối, đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, từ nguồn tin tố giác của người dân cung cấp, vào ngày 27 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện bắt quả tang Phạm Gia Thành, sinh năm 1993, chú xã Nam Điền, huyện Thạch Hà và Đặng Hải Nam, sinh năm 1981, chú phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, khi cả hai đang có hành vi lợi dụng hoạt động báo chí cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp với số tiền 10 triệu đồng tại quán cà phê nằm trên địa bàn thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê cơ quan điều tra xác định thành và nam đã lợi dụng hoạt động báo chí để tìm hiểu những vấn đề được cho là sai phạm của các cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh hà tĩnh khi có thông tin thành và nam liên lạc với các đơn vị cá nhân đó nhằm gây sức ép đe dọa sẽ viết bài đăng báo hoặc phản ánh đến cơ quan chức năng do sợ bị ảnh hưởng đến uy tín danh dự gặp khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh một số cơ quan tổ chức cá nhân đã gặp đưa tiền cho thành và nam số tiền chiếm đoạt được Thành và Nam sẽ chia đôi. Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 12 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2024, Phạm Gia Thành và Đặng Hải Nam đã chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của 6 cá nhân thuộc các đơn vị đang thi công công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật.